Mẹ làm chi đó mẹ? Mẹ chuẩn bị đi ủng hộ. À, mẹ chuẩn bị ủng hộ à? Rồi những cái thứ này là của ái đấy hay là mẹ mua? Là cái này trong vườn của mẹ. À dạ, mẹ trồng được à? Trồng được. Mẹ có phun thuốc không? Không. Con là những thức phòng sạch đúng không? Sạch sạch. Ừ, con gào đi. Gào đi cháu mình. Thì mới vừa là đi cả nước chứ rửa là mới vừa bao luôn. Trong nợ của người ra cho. Đã chứ trong nợ thì bị hoàn cảnh chứ rửa mà ngoài này cũng chưa có. Nó thì mẹ có thảo tâm từng mô tốt từng đấy. Khi mà cho họ những cái thứ này thì mình có tiếc không? Hay mình cảm thấy không, như sao? Rất khảnh khởi. Cụ bà 78 tuổi ở Quảng Bình tặng thực phẩm sạch cho tâm dịch Sài Gòn khiến nhiều người xúc động. Những ngày qua, nhiều người dân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình rủ nhau ủng hộ lương thực thực phẩm cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ bà Hoàng Thị Phương, 78 tuổi, sống tại thôn Xuân Hồi, xã Liên Thủy, cũng hồ hởi muốn đóng góp phần nhỏ thực phẩm sạch của mình, gồm 10kg gạo, 40 lon và trái bầu, bí cho bà con. Bà Phương xưng mẹ khi trò chuyện với cô gái đứng ra nhận quyên góp và cho biết bầu bí đều được hái từ vườn gạo do cháu làm. Đây đều là những thực phẩm sạch không có thuốc, bà Phương thật thà chia sẻ. Bữa mình lũ lụt trong đó họ ủng hộ gửi ra cho, chứ trong đó bị hoàn cảnh như rứa. Ngoài ni mình chưa có dịch bệnh nên mẹ hảo tâm, có từng mô ủng hộ từng nấy. Cho đi mẹ không tiếc mà rất phấn khởi. Cách trò chuyện chân chất cùng tinh thần tương thân tương ái của cụ bà khiến cho nhiều người xúc động, mọi người thả tim và cùng nhau lan tỏa việc tốt, mong thành phố Hồ Chí Minh sớm dập được dịch Covid-19. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.